nằm trên cao nguyên Phủ Quỳ thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Trang trại bò sữa TH True Milk có diện tích hơn 37.000 ha với 70.000 con bò. Những điều thú vị về trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, có quy mô lớn nhất châu Á đang chờ chúng ta trải nghiệm trong chương trình Khám phá Nghệ An ngày hôm nay. Không khó để tôi tìm đến cụm trang trại bò sữa TH bởi sự rộng lớn và quy mô của nhà máy này. Trang trại TH là trang trại đầu tiên của Việt Nam áp dụng quy trình chăm sóc và quản lý đàn bò sữa, được thực hiện bởi các chuyên gia và công nghệ hàng đầu của New Zealand. Những cô bò sữa ở đây phải thuộc loại sen quý, có phả hệ rõ ràng, được nhập khẩu trực tiếp tại những đất nước hàng đầu về giống bò sữa như Mỹ và New Zealand. Quý vị và các bạn thân mến, một điều Hà Giang cảm thấy rất là thích thú khi đến tham quan trang trại bò sữa TH đó chính là những cô bò ở đây rất là thân thiện và đáng yêu. Và với môi trường sống rất là trong lành như thế này, Hà Giang tưởng nhớ rằng là mình đang lạc vào một trang trại bò sữa ở châu Âu. Nguồn thức ăn và dinh dưỡng của đàn bò cũng cực kỳ đa dạng. Chúng ta có thể bắt gặp cánh đồng cỏ Mombasa, cánh đồng hoa hướng dương hay cánh đồng ngô rộng lớn đều là những nguồn thức ăn tự nhiên của đàn bò sữa. Kể cả nguồn nước uống cũng được lấy từ con sông Sào bên cạnh nhà máy và được xử lý bằng công nghệ Amilat để đảm bảo những giọt nước tinh khiết và an toàn. Ở quy trình chăm sóc và quản lý đàn bò, mỗi con sẽ được gắn chip điện tử ở chân để theo dõi tình hình sức khỏe mỗi ngày. Và đặc biệt, bạn sẽ bất ngờ khi những cô bò ở đây sẽ được thư giãn, nghe nhạc mỗi ngày. Với trang thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất thế giới, quy trình chế biến sữa của TH cũng đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc, quy trình vắt sữa khép kín. Và theo Hà Giang được biết, thì nếu cô nào có vấn đề về sức khỏe, dây chuyền sẽ tự động từ chối lấy sữa. Khi đến với trang trại TH True Milk, không khó để bắt gặp những dáng vóc làm việc say mê của các kỹ sư, công nhân tại đây. Chào anh ạ, không biết là anh làm việc ở TH đã được bao lâu rồi ạ? Anh làm được hơn 10 năm. Nay em có được xem quá trình vắt sữa ấy, thì không biết là sữa sau khi vắt xong thì sẽ được vận chuyển đi đâu và như thế nào? Sữa TH ấy là các trước khi con bò vào dàn ấy, các quy trình đã được nghiêm ngặt. Sữa vắt xong sẽ được vào bồn gom. Trước khi vào bồn gom, sữa sẽ qua hệ thống lọc thô. Hệ thống lọc thô, từ hệ thống lọc thô này sẽ qua bên máy làm lạnh trước khi sữa sẽ vào rong tanh bảo quản. Ở sữa TH ấy, bảo quản sữa lạnh là nhiệt độ dao động từ 3,5 cho đến 4 độ C. Trước khi xong nhà máy sẽ đến luân chuyển sữa về nhà máy sản xuất. Nãy anh có chia sẻ là anh đã cống hiến cho công ty được 10 năm. Vậy trong quãng thời gian làm việc thì kỷ niệm nào là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh được công ty TH ạ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ấy là vào Tết Nguyên đán năm 2016 ấy. Hôm ấy là anh làm ca 3. Đêm giao thừa, đích thân bà Thái Thị Hương, chủ tịch tập đoàn TH về thăm và chúc Tết anh em. Bà bắt tay động viên còn lì xì cho anh em. Đó là một nguồn động viên to lớn để cho anh em làm việc tốt hơn, hoàn thành tốt hơn trong công việc. Vậy chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cảm xúc của chị khi mà làm việc tại công ty TH thì như thế nào không ạ? Mình thì làm việc ở đấy 11 năm rồi và mình cảm thấy đấy là một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp. Môi trường rất là trong lành, nhiều cây xanh. Và mình rất là tự hào và hạnh phúc khi là được làm việc ở trong công ty TH này. Làm việc trong một môi trường lý tưởng và tươi xanh đã đem lại cho họ một nguồn năng lượng tích cực và dồi dào, khiến ai đến đây cũng cảm nhận được sự thân thiện và mến khách. Quý vị
vị và các bạn thân mến, đến thăm trang trại sữa TH True Milk, Hà Giang cảm nhận được rằng nơi đây đã thay đổi hoàn toàn tư duy làm nông nghiệp của Việt Nam. Với sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, trí tuệ con người và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, TH True Milk không chỉ mang đến nguồn sữa sạch cho Việt Nam nói chung, mà còn tạo nên một cuộc sống tốt hơn cho người dân ở vùng đất phú quý nói riêng. Tới đây thì thời lượng chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.